một cộng một bằng hai, còn hai cộng hai bằng bốn, bốn cộng hai được bằng sáu. Sáu trừ một thì còn lại năm, còn năm thêm năm nữa là mười. Mười nhân mười cộng lại hai mươi, hai mươi cộng hai mươi bằng bốn mươi. 40 là cho 80, thêm 40 nữa là 120, cộng thêm 80 nữa là 200 tròn, 200 với 200 tròn là tròn 400. 400 là 800 tròn, thêm 400 nữa là 1200.